Kính thưa quý vị và các bạn, trong quá trình làm nhà gỗ, một mốc thời gian quan trọng không nên bỏ qua, đó là tiến hành kiểm tra thành phẩm tại xưởng sản xuất trước khi lắp dựng tại công trình. Theo đó, định kỳ khách hàng sẽ cử đại diện đến xưởng sản xuất của Lâm Đại Việt tại xã Hương Hải, huyện Thạch Thất, Hà Nội để tiến hành kiểm tra thành phẩm. Lần kiểm tra cuối cùng tại xưởng nhà gỗ Lâm Đại Việt được tiến hành khoảng một tuần trước ngày lắp dựng tại công trình theo lịch đã được các bên thống nhất. Tại buổi kiểm tra này, gia chủ sẽ được xem toàn bộ chi tiết nhà hoàn thiện phun sơn lót tại phân xưởng sơn của nhà gỗ Lâm Đại Việt, bao gồm hệ cột, hệ xà, kẻ hiên, hoành, tàu, nóc, dui, đố vỏ măng vân vân. Toàn bộ cấu kiện chính phục vụ việc lắp đặt giai đoạn 1 tại công trình của gia chủ đảm bảo đúng tiến độ. Thời gian cắt nóc theo tuổi của gia chủ đã được ấn định, được gia chủ và nhà gỗ Lâm Đại Việt thống nhất và điều chỉnh trong suốt quá trình sản xuất nhà gỗ. Đây là mốc thời gian tương đối quan trọng và rất cần thiết không nên bỏ qua. Việc kiểm tra này giúp cho gia chủ và nhà gỗ Lâm Đại Việt kịp thời điều chỉnh sửa chữa những khúc mắc nhỏ nhất có thể để làm hài lòng khách hàng và tránh những phiền hà không đáng có khi đã vận chuyển đến lắp dựng tại công trình của quý khách. Cũng trong lần kiểm tra cuối cùng trước khi vận chuyển lắp dựng này, một lần nữa quý khách hàng và nhà gỗ Lâm Đại Việt chốt lại với nhau về giờ cất nóc, các việc cần lưu ý hỗ trợ nhau khi đoàn thợ trở thành phẩm đến lắp dựng. Đặc trưng của nhà gỗ là đoàn thợ bao gồm các nghệ nhân, thợ cả, thợ cái, thợ tay nghề cao chuyên sâu rất có tiếng nói, được tôn trọng trong làng nghề và cũng phần lớn là các cụ các ông trong một gia đình được gia truyền lại nghề tổ. Việc kiểm tra, nghiệm thu trao đổi nhằm giải quyết các vướng mắc lăn tăn nhỏ trước khi lắp dựng là rất cần thiết và văn minh. Xin trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm, xem video, tìm hiểu nhà gỗ và ủng hộ kênh nhà gỗ Kẻ Chuyên Bắc Bộ, nhà gỗ Lâm Đại Việt trong suốt thời gian qua. Tôi Lê Chí Thiết, số điện thoại 0974 768 386 rất vui được tư vấn tận tâm cho quý khách hàng. Sự hài lòng của quý khách hàng là niềm vui, là hạnh phúc của nhà gỗ Lâm Đại Việt chúng tôi. Trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại.